Vô tình là hơn một tháng qua thì mình không có ra bất cứ video hướng dẫn nào cho anh em. Lý do là vì thằng em mình nó làm đổ nước lên laptop của mình và hư hỏng nhiều linh kiện trong đó, và cái chi phí để mà thay cái số linh kiện đó nó cũng bằng với mua cái laptop mới. Nên là mình đã phải nói chuyện với nó và gia đình mình thì bây giờ mới mua lại được một cái laptop khác tiếp tục làm hướng dẫn cho anh em. Và cái lý do thứ hai là một tháng qua thì mình gặp khá là nhiều chuyện nó không có được vui, cũng như là có nhiều bạn newbie inbox mình, và một số bạn thì nói chuyện rất là dễ thương, nhưng mà cũng có một số bạn thì mình nói đùa là giống như là người âm phủ ngày ngủ đêm quậy đó, thì các bạn làm mình rất là khó chịu và bực bội, gây cho mình rất là nhiều áp lực. Cho nên là mình đã đăng trên Facebook cá nhân của mình là mình cần một cái khoảng thời gian để mà mình suy nghĩ lại, mình bình tĩnh lại, mình lấy ra được cái tinh thần để mà tiếp tục làm hướng dẫn cho anh em. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em một cái trick cũng được khá nhiều anh em là nhờ mình, đó là trick hai tua. Thì hai tua nó sẽ trông như này đó, hoặc là các bạn có thể làm ở cái dạng này đó, thì đâu cũng là hai tua cả. Hướng dẫn anh em hai cái cách. Cái cách thứ nhất là cái cách của người ta, là cái cách mà mình thấy là nhiều bạn dùng để tập. Chúng ta sẽ đi thẳng vào cái hai tua luôn. Còn cái cách thứ hai là cái cách của mình. Cái cách này mình đánh giá là nó chỉ phù hợp với một số bạn thôi chứ không phải là tất cả. Những bạn nào mà thử cái cách một mà thấy nó không êm thì có thể thử cái cách của mình. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ đi đường vòng, chúng ta sẽ mất thời gian để mà làm những cái trick không có liên quan lắm, nhưng mà bù lại thì cái độ khó nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ dễ có được cái cảm giác để mà làm hai tua. Để làm được hai tua chúng ta sẽ phải học cái cách để tay của hai tua, nó sẽ trông như này đó. Cái tay của các bạn sẽ khép lại như này, khép ba ngón này lại, không có được để nó hở ra, tại vì cái khe hở này rất có thể là cái cây bút nó sẽ bị vướng vào. Phải khép cho nó khít lại và phải cong lên giống như là các bạn đang làm một cái con cờ hó gì đó như này đó, và cái ngón út phải đưa ra để mà đây sẽ là cái vị trí mà chúng ta sẽ tiếp xúc với lại cây bút. Nếu các bạn để như này thì cái bút nó sẽ về với hội thánh Đức Chúa Trời chứ nó sẽ không có làm được cái hai tua gì hết, và phải đưa ra như này mới làm được cái hai tua. Ở cái cách thứ nhất chúng ta sẽ chia cái chiếc hai tua làm hai phần, phần đầu nó sẽ trông như này và phần hai nó sẽ trông như này. Thì ghép hai phần là chúng ta sẽ được cái chiếc hai tua đó. Thì chúng ta cần phải làm thật là kỹ cái phần đầu, tại vì cái phần đầu là cái phần quyết định cái bộ mặt của chiếc hai tua. Khi mà ghép vào combo thì người ta có nhìn ra cái chiếc hai tua ở trong combo của các bạn hay không là nhờ cái phần đầu, cái phần lăn ở trên mu bàn tay và xuống út. Còn cái phần bắt bút lại như nào đó là quyền của các bạn có thể biến tấu nó tùy ý, miễn là cái phần đầu chúng ta phải giữ nguyên. Nếu mà chúng ta biến tấu cái phần này chúng ta cho nó khác đi thì nó sẽ rất là khó để mà nhận ra được cái chiếc hai tua, trừ khi nào các bạn phải có kinh nghiệm, các bạn phải nắm được cái gốc của nó thì các bạn mới có thể biến đổi được những cái phần sâu hơn. Cái phần đầu chúng ta sẽ làm nó tương tự như là khi mà ban đầu mình chỉ các bạn để tay, chúng ta sẽ để tay như này đó, để tay như này. Và một cái lưu ý nhỏ là khi mà cái bút lăn xuống thì chúng ta phải để hở cái ngón út ra như này, tại vì ở cái phần này là cái phần riêng, một cái phần riêng biệt, chúng ta sẽ phải giữ cái bút lại ở cuối chứ không phải là hất, cho nên là cái ngón út bắt buộc nó phải biến đổi đi một tí thì nó mới có thể bắt được cái bút, chứ không phải để khít như vậy thì ông nội nào bắt được cái bút đó như này đó. Thì chúng ta sẽ thumb around và cho cái bút nó lăn trên cái mu bàn tay, sau đó sẽ lăn xuống út. Cái này thì các bạn phải làm rất là nhiều lần chứ không phải là các bạn cần một cái mẹo gì đó để mà làm được liền thì không có. Cái này thì nó phụ thuộc vào cái cảm giác của bản thân và các bạn phải làm đi làm lại cho cái tay nó quen thì chúng ta mới có thể làm được. Ở cái bước thứ hai chúng ta sẽ làm một cái động tác mà mình tạm gọi đó là sidor, nhưng mà được thực hiện ở út, nó sẽ trông như này đó. Bình thường thì các bạn sẽ làm sao đo ở ngón trỏ và ngón giữa như này, nhưng mà lần này chúng ta sẽ làm ở ngón út. Sở dĩ mình tạm gọi là vì là những bạn khác thì sẽ có cách gọi khác cho cái chiếc này đó, không phải nhất thiết là phải gọi nó là sao đo ở ngón út mà gọi nó cái kiểu khác cũng được, miễn làm sao mà chúng ta hiểu, chúng ta diễn đạt cho nhau hiểu là được chứ không có đúng hoặc là sai ở đây. Sau khi mà đã sao đo thì khi mà cái bút nó tầm ở cái khoảng này, tầm ở khoảng này đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu lật ngang cái tay lại cho cái bút nó rơi lên cái phần khuyết khuyết này của ngón cái đó, và chúng ta sẽ chụp lại. Cái này thì mình hướng dẫn các bạn cách chụp sao cho nó đẹp, còn cái kiểu mà chụp như thế nào thì thực ra là nó không có quan trọng, tại vì mình thấy là một số các bạn ôm em chụp thì nó cũng kiểu như này đó, các bạn chụp như này đó thì nó vẫn là hai tua nhưng mà thực ra nó không có đẹp lắm. Thì mình sẽ hướng dẫn cái kiểu chụp theo cái bản gốc, cái bản mà mấy pro trên thế giới người ta hay làm đó, thì mình sẽ hướng dẫn cái kiểu đó. Đó thì nó sẽ trông như này đó, thì sẽ rơi lên cái phần này
lưu ý là phải là cái phần phần khuyết khuyết này, tại vì nếu mà gơi lên cái cục mà lòi lòi này hoặc là cái móng tay thì nó rất là dễ bị trượt ra ngoài, tại vì hai cái này nó không có cho cái bút lăn qua được đó, cái phần từ đây đến đây nó không có cho cái bút lăn qua được mà phải rơi lên cái phần này thì nó mới dễ đó. Thì cái này các bạn phải tập nhiều lần, các bạn phải tập nhiều lần thì mới có thể mà làm nó dễ được. Như mình làm thì cái khả năng thất bại nó vẫn có chứ không phải là không có, mặc dù ngày xưa tới giờ là mình tập rất là nhiều đó. Thì các bạn tập nhiều lần thì cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn là những bạn mà quay ít. Sau khi mà đã làm được hai cái bước đó rồi thì chúng ta sẽ ghép hai cái bước đó lại. Cái này thì mình sẽ không có nói nhiều, tại vì bạn nào mà đã làm được thuần thục hai cái bước đó rồi thì cái phần cuối này thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ việc ghép nó lại thôi mà, đâu phải là mới hay là gì đâu. Nó sẽ trông như này đó. Chúng ta sẽ làm được hai tua, chúng ta sẽ đi xuống dưới đây và cho nó đi lên đây, ghép lại thì nó sẽ như này đó đó đó. Rồi cái cách thứ hai là cái cách của mình, cái này mình nói trước là không phải là bạn nào cũng tập được, tại vì có một số bạn là cảm thấy cái cách thứ hai này nó còn khó hơn là các bạn tập hai tua trực tiếp nữa đó. Thì nó sẽ trông như này, tức là thay vì chúng ta đi qua hai tua thì chúng ta sẽ hất lên nhẹ một cái sau đó đưa ngốt vào, cái này gọi là hai tua release đó đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái khoảnh khắc nhỏ lúc mà chúng ta hất lên để mà chúng ta kịp lật cái tay lại và đưa ngốt vào, thay vì là chớp mắt một cái bút từ ngón cái chạy xuống ngốt luôn thì có nhiều bạn sẽ không có phản xạ kịp. Vậy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái khoảnh khắc bằng cách là hất lên đó, hất lên như này, hất lên, và chúng ta hất càng cao thì cái thời gian mà chúng ta có thể định hình được và đưa ngón út vào thì nó sẽ càng dài, và dần dần thì quen rồi chúng ta sẽ giảm cái độ cao lại, giảm cái độ cao lại và bỏ hẳn luôn cái việc hất. Cứ khi đó thì chúng ta cảm thấy là cái ngón út nó đã quen với việc cái bút lăn qua nó rồi thì chúng ta bỏ hẳn cái phần hất, chúng ta cho nó chạy xuống thử xem như nào, nếu mà được thì chúng ta có thể hất lên thành hai tua luôn. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là không phải là bạn nào cũng có thể làm được, tại vì một số bạn thì thấy nó khó quá thì có thể tập luôn hai tua. Cái này mình chỉ nói cho một số bạn mà cảm thấy là nên thử thì các bạn có thể thử qua, nếu mà hên thì có thể làm được. Thường combo là nó sẽ dùng cái hai tua ở cái phần cuối thì nó sẽ hay hơn là các bạn để đầu là ở giữa nếu mà các bạn không có kinh nghiệm. Thường là những người mà để được hai tua ở giữa hoặc là ở đầu mà làm cho cái combo nó vẫn bá đạo, nó vẫn chất như nước cất thì thường là những người đó là những pro. Còn những bạn mà newbie thì tốt nhất là mình nghĩ là nên để hai tua ở cuối. Giống như là các bạn xem phim thì cái phim đầu phim nó sẽ đều 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 đều, đều. Xong tới cuối nó mới có cái gì đó nó bất ngờ thì người xem sẽ hết hồn. Nó sẽ cảm thấy là cái phim chất lừ hơn là cái kiểu như là mới vô cưới đó xong rồi cái hai hai đứa sống nhau rồi cái già đi sống hạnh phúc, cái già đi cái chết hết phim đó. Cái phim nó vậy là nó quá nhảm, đó là các bạn không có biết cách để mà các bạn làm cho cái phim nó có cái điểm nhấn. Nếu mà các bạn không có biết như vậy thì tốt nhất là các bạn nên để cái phần cưới nhau các bạn để cuối phim thì cái phim nó sẽ ít ra nó cũng có một cái gì đó nó đỡ nhạt hơn là cái sống tới cuối cái chết đó thì không có gì hết đó. Thì để hai tua nó có thể để bất cứ vị trí nào trong combo nhưng mà an toàn nhất cho những bạn mà không có kinh nghiệm là vẫn là để ở cuối, tại vì nó sẽ làm cho cái combo nó đỡ hụt hẫng và nó không có bị lửng lửng, nó không có bị gây cái cảm giác là hết rồi nhưng mà người xem vẫn cảm giác là chưa hết nhưng mà lại hết. What the fuck, đúng ra mày khúc đó mày phải quay tiếp chứ tại sao mày lại hết ngay khúc đó, thì người xem sẽ nghĩ như vậy và người xem sẽ thấy cái combo nó dở đó là như vậy. Và ok thì đó là phần hướng dẫn hai tour của mình và clip xin phép được kết thúc tại đây. Nếu mà các bạn cảm thấy hay có thể like, share và subscribe kênh để ủng hộ kênh của mình và like fanpage của mình để mà tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn sớm nhất từ mình. Mình sẽ đăng update trên đó thường xuyên, những cái video mà mình mới ra thì mình sẽ đăng link lên đó cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.